Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán giá thành theo phương pháp tỷ lệ hệ số tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Nếu bạn đang phải đối mặt với công việc trong công ty sản xuất hay xây dựng, có đến hàng nghìn mã sản phẩm trong một tháng sản xuất, thật khó đối với việc xác định kế tính giá thành. Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu chi tiết về các phương pháp tính giá thành, nắm chọn quy trình hạch toán giá thành theo phương pháp khó này để xác định được giá bán phù hợp, đảm bảo được lợi nhuận cho doanh nghiệp. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu nội dung của khóa học. Đi vào nội dung của khóa học, các bạn sẽ được tìm hiểu về ý nghĩa của việc tính giá thành theo hệ số tỷ lệ. Và phương pháp tính giá thành này sẽ phù hợp với các doanh nghiệp nào, ưu và nhược điểm thực hiện tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ. Hướng dẫn thực hiện hạch toán đối với các hóa đơn chi phí đầu vào, bao gồm chi phí mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí mua tài sản cố định, thực hiện việc khi tăng phân bổ chi phí, công cụ và trích khấu hao, hạch toán các chi phí liên quan đến tiền lương và trích các khoản bảo hiểm. Đặc biệt là khóa học này sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan đến tính giá thành của các sản phẩm trong doanh nghiệp. Hướng dẫn thực hiện việc tạo mã các thành phẩm và tạo các đối tượng tập hợp chi phí, cách chia các tỷ lệ hệ số theo từng phân xưởng. Hiểu được các chi phí cấu thành để tính giá thành của kế hoạch định mức và giá thành thực tế. Hướng dẫn thực hiện việc lập tính giá thành theo phương pháp hệ số, phân bổ các chi phí theo các tỷ lệ mà chúng ta đã tính ra được, cân đối giá thành và khắc phục đối với trường hợp hạch toán sai, xử lý khi thực hiện việc tính giá thành, so sánh giữa doanh thu và giá vốn đối với từng mã sản phẩm. Lập bảng tổng hợp, phân tích hiệu quả sản xuất theo từng đơn hàng. Thực hiện lập định kỳ các báo cáo công việc theo báo cáo sản xuất, báo cáo chi phí sản xuất, báo cáo giá thành và báo cáo giản đơn. Phân loại lưu giữ cẩn thận các chứng từ sổ sách đối với mảng tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ. Đó là các nội dung chính khi chúng ta tham gia vào khóa học kế toán tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ hệ số. Và ở khóa học này, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học bao gồm khóa tự học, lớp tập trung, lớp online và một giáo viên kèm một học viên. Tất cả các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online. Các bạn sẽ tìm kiếm đến trang web Kế toán Việt Hưng để tìm hiểu các nội dung và các khóa học của giáo trình. Đặc biệt là các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online trang web ketoanviethung.com. Và các bạn sẽ vào trang web để tìm hiểu về các khóa học của Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn học trên chứng từ tại công ty mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ lúc này. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học kế toán giá thành theo phương pháp tỷ lệ hệ số bằng cách liên hệ đến hotline số 0988680223.